Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hôm 23 tháng 8 theo giờ địa phương, máy bay chở lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin và hàng loạt nhân sự cấp cao của Wagner đã gặp tai nạn và rơi. Toàn bộ hành khách được cơ quan chức năng Nga xác nhận là đã thiệt mạng. Một số quan chức phương Tây lúc này đã lên tiếng cho rằng còn quá sớm để đưa ra một kết luận cuối cùng về vụ rơi máy bay và cái chết của ông Prigozhin. Chúng tôi vẫn chưa biết toàn cảnh thông tin về vụ tai nạn này. Chúng tôi có thể có một số nghi ngờ hợp lý và cần thời gian để làm rõ chúng. Phát ngôn viên chính phủ Pháp Oliver Véran nói với kênh truyền hình France 2. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn rằng ông Prigozhin có mặt trên chuyến bay gặp nạn và bản thân ông cũng thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh đặc biệt. Dù vậy, chúng tôi vẫn đánh giá khả năng cao là ông ấy đã thiệt mạng. Báo cáo cũng đánh giá cái chết của ông Trùm Wagner gần như chắc chắn sẽ gây bất ổn sâu sắc cho tập đoàn Wagner. Khoảng trống lãnh đạo của Wagner sẽ càng trở nên phức tạp hơn bởi các báo cáo cho rằng lãnh đạo Wagner thứ hai sau ông Prigozhin, ông Dmitry Utkin và giám đốc hậu cần Valery Chekalov cũng thiệt mạng. Thủ tướng Anh Rishi Sunak thì cho biết nước này đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ và sẽ hợp tác với các đồng minh để xác định điều gì đã xảy ra. Cùng ngày xảy ra tai nạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu cho rằng kết cục của ông Prigozhin là có thể dự đoán được sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hồi cuối tháng 6. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine không liên quan vụ tai nạn máy bay. Về nguyên nhân vụ việc, tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cấp cao tiết lộ điều tra sơ bộ từ các cơ quan Mỹ cho rằng máy bay bị rơi không phải là do bị tên lửa đất đối không bắn hạ. Quan chức này cho rằng nguyên nhân nhiều khả năng là một quả bom cài sẵn trên máy bay. Điều này trái ngược với nhiều thông tin được các kênh thân Wagner đưa ra là máy bay của ông Prigozhin bị tên lửa phòng không Nga bắn. Quan chức Mỹ nói thêm là các vệ tinh của Mỹ được trang bị cảm biến hồng ngoại, có thể phát hiện nhiệt từ các vụ phóng tên lửa và đã không phát hiện thấy vụ phóng nào vào thời điểm máy bay bị bắn rơi. Nguồn tin của The Wall Street Journal nhấn mạnh, các cơ quan Mỹ vẫn đang tích cực điều tra và đây chỉ là những thông tin bước đầu. Người này cũng không khẳng định cái chết của ông Trùm Wagner là do ám sát, dù khả năng rất cao là ông Prigozhin thực sự đã thiệt mạng. Liên quan tới vụ tai nạn rơi máy bay chở ông Trùm Wagner xảy ra vào hôm 23 tháng 8, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng chia buồn, trong khi một số nước khác kêu gọi điều tra làm rõ vụ việc. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Prigozhin, cũng như những thành viên Wagner khác trong vụ tai nạn. Ông Putin cho biết, Wagner dưới sự dẫn dắt của ông Prigozhin đã đạt được nhiều thành tựu lớn và có công lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS. Ông Putin nói, tôi quen biết ông Prigozhin rất lâu rồi, từ đầu những năm 1990. Số phận ông ấy có nhiều sóng gió và bản thân ông cũng từng mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cho tới cuối cùng thì ông ấy vẫn đã nỗ lực để gặt hái được nhiều thành công. Prigozhin là người giỏi giang và là một doanh nhân tài ba. Đồng thời, ông cho biết thêm, Prigozhin đã từ châu Phi trở về Nga trước ngày 23 tháng 8 và gặp một số quan chức Moscow. Ông Putin chia sẻ, Ủy ban điều tra Nga đã tiến hành bước đầu tiên trong quá trình điều tra vụ tai nạn. Chúng ta hãy chờ xem các nhà điều tra sẽ nói gì trong thời gian tới. Các cuộc kiểm tra về kỹ thuật và gen di truyền đang được tiến hành, nhưng công việc này sẽ cần thời gian. Truyền thông Nga đưa tin, một trong 10 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay chở ông Trùm Wagner ngày 23 tháng 8 bao gồm Kristina Raspopova. Cô từng làm tiếp viên hàng không tại MNT Aero. Chính cô là người tổ chức chuyến bay cuối cùng cho 10 người, trong đó có đồng nghiệp và thành viên phi hành đoàn của lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân, ông Prigozhin. Kristina Raspopova là một cô gái thích đi du lịch. Mạng xã hội của cô tràn ngập những bức ảnh chụp tại những khu nghỉ dưỡng đắt tiền, trong khách sạn, trên bãi biển. Hầu như tất cả những hình ảnh đăng lên của cô đều là về cuộc sống sang chảnh. Kristina đã đăng bức ảnh cuối cùng của mình cách đây 2 ngày. Cô đã đến được sân bay, chụp ảnh bữa sáng của mình bên cạnh một chiếc vali. Cô cho biết cô sắp có chuyến bay lần nữa. Chuyến đi quan trọng gần đây nhất của Kristina là vào cuối tháng 2 năm 2023, tới Sri Lanka. Trên mạng xã hội, cô gái viết rằng mình đã ly hôn, nhưng bạn bè của người quá cố đã từ chối giao tiếp với báo chí. Kristina là em gái của phó công tố viên thành phố Chaman Chen Lins.
ở vùng Chelyabinsk, Yevgeny Raspobot. Hiện tại, ông ấy cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Công tố viên trưởng của Raspobot, Robert Shapshutdinov, trong cuộc trò chuyện với báo chí cũng từ chối bình luận về cái chết của Kristina, nhưng nói rõ ông biết về thảm kịch này. Theo cơ quan vận tải hàng không liên bang, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn ngày 23 tháng 8, những người bạn tin cậy của Prigozhin đang ở trên chiếc máy bay thương gia gồm Sergei Robustin, Evgeny Makaryan, Alexander Topmin, Valery Chekalov, Dmitry Utkin, Nikolai Matusik, chỉ huy phi hành đoàn là Alexei Lupshin, phi công phụ là Rustam Karimov và tiếp viên hàng không là người gốc Chelyabinsk, Kristina Raspobova. Chỉ huy chuyến bay Alexei Lupshin và phi công phụ Rustam Karimov đều là những chuyên gia có trình độ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã làm việc ở ngành hàng không dân dụng. Nhưng gần đây, ông lại tham gia kinh doanh vận tải. Rustam Karimov đến từ Perm nhưng đã chuyển đến sống ở phía bắc Moscow. Một trong những nhân chứng là người địa phương sống cách nơi xảy ra vụ tai nạn 3 km cho hay. Đầu tiên họ nghe thấy 3 tiếng nổ. Họ nghĩ rằng máy bay Ukraine đang bay. Không có máy bay hoặc trực thăng nào được phép bay qua lãnh thổ của Nga. Một cựu trợ lý của Trùm Wagner đã nói với Sky News rằng việc ông Trùm Prigozhin và hai chỉ huy cấp cao có cùng tên trên chuyến bay gặp nạn là bất thường. Trong danh sách hành khách có Trùm Wagner, Prigozhin và ít nhất hai thành viên cấp cao của nhóm này là Dmitry Utkin và Valery Chekalov. Dmitry Utkin, 53 tuổi, là người đồng sáng lập Wagner với Prigozhin, trong khi Valery Chekalov, 47 tuổi, là cấp phó của ông Trùm, phụ trách mọi hoạt động hậu cần của tập đoàn. Cựu trợ lý của Trùm Wagner cảm thấy ngạc nhiên và cho rằng vụ rơi máy bay gây ra nhiều hoài nghi. Trong đó nổi bật nhất là câu hỏi tại sao nhiều thành viên cấp cao Wagner đi cùng nhau trên một chuyến bay như vậy, bởi điều này đi ngược lại quy tắc an toàn mà nhóm đặt ra. Các tài khoản Telegram có liên hệ với Wagner cho hay ông Trùm Prigozhin đã thiệt mạng. Tòa nhà trụ sở Wagner ở St. Petersburg thắp sáng hình cây thánh giá, trong khi một số thành viên của tập đoàn đã đặt hoa, thắp nến tại nhiều địa điểm để tưởng niệm ông Prigozhin và ông Utkin. Tối muộn 25 tháng 8, các nhà điều tra Nga thông tin hộp đen của chiếc máy bay 6 số chở ông Trùm Wagner và 9 người khác gặp nạn hôm 23 tháng 8 đã được tìm thấy. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Ủy ban điều tra Nga cho hay, điều tra viên đã thu được các bộ lưu chuyến bay hộp đen và đang tiếp tục nghiên cứu chi tiết hiện trường. Hiện tại, các đồ vật và tài liệu cần thiết để xác định mọi tình tiết của vụ tai nạn máy bay cũng được thu thập. Theo Ủy ban điều tra Nga, việc phân tích hộp đen gồm máy dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái sẽ cho biết điều gì đã xảy ra ở 30 giây cuối cùng trước khi máy bay lao thẳng xuống đất. Đồng thời, việc phân tích ADN thi thể 10 nạn nhân sẽ trả lời cho câu hỏi liệu ông Trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có thực sự tử nạn hay không. Ủy ban này nêu rõ sẽ chỉ định các cuộc giám định pháp y cần thiết và các điều tra viên sẽ làm việc nghiêm túc để xem xét mọi giả thuyết về những gì đã diễn ra. Cơ quan này đã công bố danh tính của tất cả các hành khách và thành viên phi thành đoàn trên máy bay Embraer bị rơi. Trong số đó, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, cùng chỉ huy lực lượng này Dmitry Utkin. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24 tháng 8 đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay, cam kết rằng cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc về việc Moscow đứng sau vụ tai nạn máy bay, nhấn mạnh rằng kết quả điều tra sẽ làm rõ mọi chuyện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.